Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn là một món thức uống rất là bổ dưỡng trong cái mùa hè này, đó là trẻ em đều rất là thích uống, đó là cái món đào ngâm. Mình làm nước chanh đào mình uống đó các bạn, rất là tốt cho sức khỏe của mình. Nó chua chua ngọt và giòn nữa. Khi mình uống cái quả đào như thế này, ở đây thì mình mua những quả đào này mà các bạn lựa cho nó quả đào nó đỏ, nó chín chín, khi mình gọt ra cái ruột ở trong đó, nó sẽ màu vàng, khi mình ngâm lên nó rất là đẹp. Hiện tại là đang vào cái mùa đào đó các bạn, trái nào thấy cũng ngon hết. Ở đây thì mình chuẩn bị là 800 g quả đào và 500 g đường cát, 1 lít nước mình làm ngâm quả chanh, một muỗng canh muối đằng mình gọt ra mình ngâm cho nó không có bị đen đó các bạn. Rất là đơn giản, khi mà mình làm cái món này mình ngâm là mình uống với nước đá đập ra rất là ngon. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi làm cho các bạn xem nha. Tiếp theo thì mình sẽ đi tách những cái quả đào ra. Đó, các bạn nhớ là lựa đào là mình phải lựa trái đào nó già và nó còn độ sống nó giòn đó các bạn. Các bạn không nên lựa những trái đào nó chín. Khi mình nấu đó, nó thừa lừ ra nó không có được ngon cái quả đào của mình. Mà các bạn cũng không có nên lựa nó còn màu vàng nhiều quá thì nó còn sống nó không được ngon. Trước tiên thì mình sẽ sử dụng nửa quả chanh như thế này, mình sẽ cho vào nước chung với muối để mình ngâm khi quả đào của mình nó không có bị đen. Đó. Mình sẽ bỏ một muỗng muỗng canh bột muối vào đây luôn. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ gọt cái quả đào ra, thì theo các bạn có thể là mình thích cái miếng to mình ngâm á, thì mình sẽ chẻ cho nửa trái ra hoặc là mình chẻ 1/4, tùy theo mình thích ngâm miếng to hay miếng nhỏ thì tùy theo mình thích. Ở đây thì mình sẽ chẻ cái quả đào này ra thành 1/4 phần, mình ngâm nó vừa, mình tách như thế này rồi mình tách ra. Đó, miếng đào rất là ngon. Mà các bạn nhớ là mình sẽ tách trước khi làm xong rồi mình ngâm trong đây đó. Tách hết rồi mình bắt đầu mình sẽ gọt vỏ. Như vậy cái quả đào của mình đó, nó không có bị mềm đó các bạn. Khi các bạn cầm với bạn gọt trước á, khi bạn tách đó, thì nó sẽ bị bị mềm, cái miếng đào nó không có được ngon. Đó, tách ra rồi mình sẽ bỏ cái cùi này đi ra bỏ. Rồi, xong 4 miếng đào như vậy, mình sẽ tách hết những cái quả đào này rồi mình sẽ mới đi gọt vỏ sau nha các bạn. Nó còn sống nó rất là giòn, giống như mình tách cóc vậy đó các bạn ơi. Đó, miếng đào rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ tách hết này. Bây giờ đào của mình đã tách ra từng miếng nha bạn. Mình đã tách ra một trái là được 4 miếng như thế này. Bây giờ bắt đầu mình sẽ gọt cái vỏ nó ra. Mình sẽ làm như vậy á, đào khi mình ngâm á, nó sẽ được vò giòn lên rất là ngon luôn, mà nó không có bị chèm nhẹp, nó không có bị bể miếng ra các bạn. Giờ mình sẽ gọt ra, mình sẽ lấy cái miếng đào và cái vỏ chút xíu mình sẽ đem đi, mình sẽ nấu với nước đường á, nó ra cái mùi đào rất là thơm luôn. Đó, các bạn thấy như vậy á, khi mà mình gọt vỏ như vậy nè, nó sẽ không có bị bể cái miếng đào ra. Cái miếng đào mình sẽ còn được nguyên. Khi buổi trưa thì các bạn lấy ra một ly nước đào như thế này và các bạn đập nước đá nhuyễn vào và mình thưởng thức, rất là bổ cho cơ thể của mình. Mình rọn như vậy thì nó sẽ còn nguyên một cái miếng đào luôn.
Rồi mình sẽ gọt hết cho hết cái thau đào này luôn nha các bạn. À, đây là dĩa đào của mình sau khi đã lọc vỏ ra nè các bạn. Đó, mình lựa những trái già, cái trái nó màu vàng vàng á, khi mình nấu lên nó làm chè đào nó rất là đẹp luôn. Mà nhìn rất là ngon, nó hấp dẫn nữa nha các bạn. Rồi ở đây á, thì cái vỏ đào này thì mình sẽ đi rửa lại bằng nước lạnh để cho nó sạch một cái nước muối mình ngâm á. Rồi mình sẽ để nó ra rồi một xíu mình nấu là mình với nước đường á, rồi mình lấy cái hương thơm ở trong cái quả đào nó ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lựa đi rửa nó lại và mình bắt đầu mình sẽ đi nấu cho các bạn xem. Mình sẽ bắt một cái nồi hoặc là cái gì lên thì mình sẽ cho một ít đường trong phần mình chuẩn bị đường nè các bạn, nửa ký 500 g đường mình sẽ cho một chút vào đây, phần nửa dưới đi. Mình sẽ thắng làm caramel á, cái nước đường nó đẹp đẹp á, khi mình ngâm á nó sẽ đẹp hơn. Mình sẽ cho một chút nước vào đây là khoảng ngập hơn mức đường như thế này nè. Mình sẽ thắng lên. Các bạn nhớ là khi mình thắng mình không có lấy cái gì đặng mình quậy nó sẽ bị lợ đường lại, mà thì các bạn cứ việc mình cầm cái tay và mình sẽ lắc lắc cái đường như thế này và mình dặn lửa riu riu á, cho cái đường từ từ nó sẽ tan ra đó. Mình sẽ cho nước nó ngập đường như thế này thôi, rồi các bạn cứ việc lắc lắc như thế này đó. Mình sẽ để gì nè, từ từ nó sẽ sôi lên, nó có cái màu rất là đẹp khi mình ngâm cái quả đào á các bạn. Đó, bắt đầu nó ra sôi lăn tăn á, mình không có lấy cái gì mình quậy hết. Các bạn quậy á, nó sẽ bị lợi đường. Các bạn thì mình cầm cái tay mình lên, mình sẽ lắc lắc như thế này cho cái nước đường nó tan với nước lạnh đó các bạn. Đó, nó sẽ từ từ nó sẽ lên màu rất là đẹp luôn. Đó, đường bắt đầu nó từ từ nó sẽ đổi màu, nó thành màu cánh gián lên rất là đẹp luôn các bạn. Nó đang sôi từ từ lên. Đó, mình sẽ lắc 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 lắc. Lắc đều thế này cho đường với nước nó sẽ lội nước ra, nó sẽ thành cái màu caramel rất là đẹp luôn. À, nè các bạn thấy nó bắt đầu nó đã lên màu cánh ván, nó vàng vàng là rất là đẹp luôn. Mình sẽ lắc lắc chút xíu, mình hơi sử dụng cái muỗng nó vàng vàng lên. Mình sẽ cho nửa cái quả chanh còn lại á, mình sẽ cho vào đây. Để quả chanh vào như vậy á, nó sẽ không có bị lợi đường với mình, khi mình uống á, nó sẽ chua chua ngọt ngọt, cái miếng đào của mình nó rất là ngon luôn á các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ nó lên lợi đường, nó vàng vàng như màu cánh gián lên là đẹp rồi nè. Mình sẽ cho cái nửa quả chanh còn lại của mình đã chuẩn bị á, mình sẽ cho vào đây. Mình sẽ cho từ từ vào. Bây giờ mình sẽ lấy cái muỗng mình sẽ quậy lên, tại vì nó đã màu cánh gián, các bạn sẽ tắt cái lửa này đi. Đó, rất là đẹp luôn. Khi màu vàng vàng vậy nè, mình ngâm nó sẽ đẹp cái quả đào của mình lên nha các bạn. Xong mình sẽ tắt lửa, mình sẽ chế nước lạnh phần còn lại. Mình đã chuẩn bị một lít nước đó các bạn, mình sẽ chế vào đây, nó sẽ không có văng nước lên. Các bạn đã trên lửa, mấy bạn chế vào nước đường nó sẽ nổ và nó văng vào tay, các bạn sẽ bị phỏng á. Các bạn sẽ tắt lửa và mình sẽ chế cái nước lạnh còn lại vào từ từ. Đó, mình chế cái phần với nước lạnh. À, mình tắt lửa mà nó vẫn còn nóng như vậy nè. Mình chế một lít nước, hồi nãy mình lấy một chút xíu đó, rồi giờ mình chế phần này lại, mình sẽ chế vào đây và mình sẽ bật lửa lên, mình sẽ đun tiếp lại. Đó, các bạn thấy không, cái nước ngâm của mình đó, nó sẽ rất là đẹp luôn, nó màu vàng chanh đó. Đó, cái màu rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ đổ cái phần đường còn lại, mình hồi nãy mình thắng đó, bây giờ còn phần còn lại mình sẽ đổ vào đây luôn. Mình sẽ nấu lên. Mình
sẽ nấu cho nó sôi lên, rồi mình sẽ bỏ cái vỏ đào vào đây. Mình sẽ nấu, mình lấy cái nước đào ra, cái độ thơm của nó, của quả đào nó ra các bạn. Bây giờ cái nước đường của mình nó đã sôi lên rồi các bạn. Mình sẽ cho cái vỏ đào hồi nãy mình đã gọt rồi đó, mình bỏ vào đây, mình nấu 5 phút để cho nó ra cái chất đào thơm ngon khi mà mình ngâm mình uống nó rất là thơm luôn, mùi đặc trưng của quả đào đó. Các bạn đun nước đường này chung với cái vỏ đào đi, mình đun 5 phút xong mình vớt cái vỏ này ra mình bỏ. Đó, mình để lên cho nó sôi lên 5 phút nó sẽ ra cái chất thơm trong cái quả đào và trong cái vỏ này nó ra nha các bạn. Đó, các bạn thấy đào mình đâu đun được 5 phút rồi đó, nó trông rất là ngon luôn, cái màu vàng chanh rất là đẹp. Bây giờ sau 5 phút mình sẽ tắt lửa và mình sẽ bỏ nó vào một thau nước đá, mình vớt ra, mình chuẩn bị thau nước đá nha các bạn. Rồi mình sẽ bỏ cái nước đá đây, rồi mình sẽ bỏ cái đào vào đây, mình sẽ ngâm cho nó độ giòn. Đây là cách mình làm để cho cái quả đào khi mình làm chín đó, nó sẽ được giòn và nó ngon hơn. Bạn xong mình bỏ vào đây mình ngâm nước đá. Trong thời gian mình ngâm nước đá như thế này thì mình đợi cái nước đào của mình nó nguội á thì mình sẽ mới bỏ vào. Mình ngâm như vậy á tạo cái độ giòn và nó ngọt khi mà mình uống với nước đá rất là ngon luôn. Các bạn ngâm một chút xíu cho đá như này nó thấm vào, nó sẽ giòn cái miếng đào lên đó. Giờ mình sẽ ngâm trong đá nha các bạn. Bây giờ cái đào mình ngâm với nước đá nó đã tan ra thế này, bây giờ mình sẽ vớt ra. Các bạn sẽ bỏ vào cái bọc á, mình sẽ bỏ vào ngăn đá tủ lạnh á 1 tiếng đồng hồ sau mình bắt đầu mình sẽ đi ngâm.
các bạn vớt ra cho nó ráo nước rồi mình sẽ bỏ vô cái bọc á, mình sẽ để vô ngăn đá tủ lạnh á. Một tiếng đồng hồ sau mình sẽ đem ra mình ngâm nha các bạn. Trong thời gian mà mình để vào tủ lạnh á thì cái nước đào của mình nấu á nó cũng đã nguội. Các bạn nhớ là nước đào nguội mình ngâm nó mới được. Đó. Mình đã vớt ra rồi nè các bạn, xong cái quả đào các bạn thấy không, nó rất là vàng và nó ngon nữa. Bây giờ mình sẽ bỏ vào cái bọc ni lông á, mình sẽ bỏ vào ngăn đá tủ lạnh. Một tiếng đồng hồ sau mình sẽ đem ra, mình sẽ làm tiếp cho các bạn xem. Với mùa hè nóng nực, chúng ta dùng một ly nước đào ngâm thì rất là giòn giòn và ngon và ngọt, rất là tuyệt vời. Nào các bạn cùng mình khám phá ra cách ngâm đào như thế nào nhé. Mình sẽ làm cái món đào ngâm cho các bạn xem.